giới dân chủ không thích chính quyền chống tham nhũng. Các cụ có câu, yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Những người hoạt động dân chủ ghét chính quyền đến mức mơ cả mắt. Bất cứ hành động nào, dù xấu dù tốt từ chính quyền đều bị lăng mạ không thương xót. Thậm chí, ngay cả những hoạt động chống tham nhũng để làm trong xanh bộ máy, thúc đẩy xã hội tiến lên cũng bị đơn đặt thành một cái gì đó tệ hại. Một bài viết đăng trên Dân Làm Báo với tiêu đề Đảng Cộng sản không muốn thối móng tay đã thể hiện rõ giới dân chủ không thích và không muốn chính quyền chống tham nhũng. Bài viết bịa đặt chuyện chống tham nhũng theo đúng chủ trương và pháp luật là một hành vi đấu đá nội bộ. Tuy nhiên, những ai tỉnh táo sẽ thấy chiến dịch này không nhằm làm trong sạch đảng viên Cộng sản vốn đã dơ bẩn từ da thịt đến máu mủ, xương cốt lẫn linh hồn. Đây chỉ đơn thuần là một cuộc thanh trừng trầm rết trong ekip cầm quyền dưới thời đồng chế 3X. Trong bất cứ nhà nước nào, dù văn minh đến đâu, thậm chí đến thiên đường dân chủ Mỹ mà các nhà dân chủ đang mơ mộng, cũng có không ít việc các quan chức suy thoái về đạo đức, lợi dụng chức quyền để trục lợi. Việc bị truy tố và xử lý trước pháp luật là việc cần thiết để giúp người dân có một đời sống yên bình. Nhưng các nhà dân chủ không muốn một xã hội trong sạch và yên bình, bởi vì như thế thì họ không cướp được chính quyền. Họ mong muốn một xã hội bất ổn, yếu kém, nhiều tội ác. Như thế họ có thể phất cờ khởi nghĩa, tạo nên một cuộc chính biến như mùa xuân Ả Rập hay cách mạng Cam. Nếu sự thật không phải như vậy, họ sẽ bịa đặt về một xã hội như vậy. Như thế, họ kiếm được tiền gửi về để làm chính biến từ hải ngoại, từ các tổ chức nước ngoài. Không làm được cách mạng thì cũng phải biến cách mạng thành tiền. Đó chính là chiến lược lâu dài của các nhà dân chủ.